triển khai thực hiện nghị quyết số 55 NQTU của Bộ Chính trị ngày 11 tháng 2 năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan đã tổ chức diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Công Thương đã nêu lên một số chính sách phát triển hạ tầng bền vững đồng thời nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo dịch vụ về năng lượng đối với các chính sách chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững đã có những bước phát triển mạnh tương đối đồng bộ trong hầu hết các lĩnh vực và phân ngành năng lượng các diễn giả cũng đã chia sẻ về các giải pháp thúc đẩy phát triển và chuyển giao công nghệ hiện đại sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chương trình diễn đàn được chia làm hai phiên tập trung vào các nội dung về xu hướng công nghệ cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực ứng dụng làm chủ công nghệ giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững ngành năng lượng chính sách hỗ trợ làm chủ ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tại diễn đàn những định hướng chính sách phát triển thị trường công nghệ và năng lượng tại việt nam cũng đã được đại diện cơ quan chức năng thông tin phổ biến tới doanh nghiệp quan tâm